Năm mới Giáp Thìn 2024 đã cận kề, giao thừa là một thời khắc vô cùng thiêng liêng và quan trọng. Dù ai có đi đâu về đâu thì mọi người đều cố gắng có thể quây quần trong thời điểm này. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một trái rượu vang đỏ để anh chị có thể khui trong thời khắc ấy. Đó là một trái rượu vang đến từ Ý có tên gọi là Borgo di Mantello Primitivo, mang hương thơm mạnh mẽ của loài trái cây chín mọng như là cherry, mâm xôi đen hay là cả việt quất và một chút hương của gia vị cay, mang đến cho anh chị hương thơm vô cùng nồng nàn, quyến rũ, hoa quyện hương thơm một loài mứt ngọt ngào và để lại cho anh chị một dư vị nhớ mãi và rất ấn tượng. Ngoài những nét đặc trưng về hương thơm, hương vị, và anh chị cũng có thể thấy vẻ bề ngoài vô cùng sang trọng, lịch lãm và vô cùng mạnh mẽ, mang đầy dấu ấn vô cùng may mắn cho dịp năm mới này. Nếu như anh chị muốn đặt trước những trái rượu vang này cho ban tiệc Tết 2024, anh chị hãy gọi ngay vào hotline của Vinwine hoặc là có thể xem thêm thật nhiều video trên kênh YouTube để có thể cập nhật thêm cho mình những trái rượu vang và những trái rượu whisky mới anh chị nhé.